Chào bạn, rất vui vì chúng ta lại được gặp nhau. Mình là Hạ và đây sẽ là kênh chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm cũng như những trải nghiệm mùi hương khi sử dụng tinh dầu Dubai và nước hoa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nước hoa dành cho các chàng trai trẻ trung, năng động và đầy khát vọng. Có phải bạn đang muốn tìm một chai nước hoa có thiết kế đẹp và mùi thơm mạnh mẽ, năng động để dùng hoặc làm quà tặng cho các chàng trai? Hoặc bạn đang tìm một chai nước hoa phù hợp để dành cho mùa hè này? Mình xin gợi ý cho các bạn một trong những lựa chọn cực kỳ chất. Đó chính là nước hoa Đại Bàng Xanh. Ra mắt lần đầu tiên tại Dubai vào đầu năm 2020, thuộc bộ sưu tập nổi tiếng 5 chai Đại Bàng vàng, đen, trắng, xanh và đỏ. Từ khi mới ra mắt, Đại Bàng Xanh đã ngay lập tức gây được tiếng vang và giành được cảm tình của nhóm khách hàng nam trẻ trung, năng động và đầy khát vọng. Đây là nguyên bộ Đại Bàng Xanh khi mà bạn mua về đấy ạ. Chúng ta sẽ có một cái túi nhựa có in hình đại bàng và quai sách rất là chắc chắn. Tiếp theo bên trong là chúng ta sẽ gặp ngay một cái vỏ hộp giấy. Mặt trước sẽ ghi tên đầy đủ của sản phẩm là Gala Zayed Sahib Onsamon. Dung tích 100ml, nồng độ EDB và nhà sản xuất là nhà Ad Al Khalid. Và nếu các bạn quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy một cái tem 3D chống hàng giả ở góc trái này. Ở mặt sau hộp chúng ta cũng sẽ thấy thông tin thành phần, xuất xứ và mã vạch để check sản phẩm. Bên trong tiếp tục là một lớp vỏ hộp giấy cứng cầm rất là chắc tay. Nào chúng ta cùng mở xem bên trong nhé. Wow, thật sự là hiện tại Hạ đang có đầy đủ một cái bộ sưu tập 5 màu, nhưng mà không bao giờ mà mình cảm thấy là mình hết ngạc nhiên khi mà mình nhìn thấy được cái thiết kế của đại bàng này. Thiết kế lấy ý tưởng từ hình ảnh của chim đại bàng, chúa tể của bầu trời, loài chim tượng trưng cho sức mạnh và bản lĩnh tiên phong. Kết hợp với tông màu chủ đạo là xanh lam đậm, màu của đại dương và của dải thiên hà. Màu xanh lam tượng trưng cho tuổi trẻ, hy vọng. Và đây còn là màu đại diện cho kinh doanh chuyên nghiệp nữa. Cái tên Sahib Onsamon trong tiếng Ả Rập có nghĩa là đẳng cấp cao nhất của bạn. Cái tên mang thông điệp rất rõ ràng. Mùi hương này góp phần giúp các chàng trai trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Kiểu như là đáng lẽ bạn chỉ chấm được 8 điểm thôi, thì khi dùng đại bàng xanh, bạn sẽ vươn tới điểm 9, thậm chí là 10. Chúng ta cùng xem mùi hương này ra sao mà lại có mãnh lực như vậy nhé. Thì ở cánh tay chỗ này mình đã xịt một cái slot khoảng 15 phút rồi. Mình sẽ thử một cái shot ở ngoài để mà mình so sánh. Wow, mùi hương thực sự là quá hay luôn. Rất là tươi trẻ, lịch lãm, cực kỳ nam tính và quyến rũ. Đại bàng xanh được giới thiệu với các nốt hương chính gồm có hương đầu là bưởi, cam bergamot, chanh vàng nước Ý. Hương giữa có gỗ đàn hương, hương cuối cùng có xạ hương, hổ phách và tuyết tùng. Là một chai với tông đầu chủ đạo là hương cam chanh, đại bàng xanh sẽ mang lại cảm giác cực kỳ sảng khoái ngay khi xịt. Mùi hương sau đó sẽ chuyển sang nốt ngọt béo, nhẹ nhàng như kem của gỗ đàn hương và bám đuổi cuối cùng trên da là chút cay the của gỗ tuyết tùng. Mặc dù nói gỗ tuyết tùng là tông cuối cùng, nhưng mà Hạ cảm nhận được cái độ cay này nó xuyên suốt từ đầu cho đến cuối mùi hương luôn á các bạn. Dù là có tận 2 tông gỗ trong các cái nốt hương, nhưng đại bàng xanh không hề có bất kỳ một cái nốt hương tối nào cả. Sự cay the của gỗ tuyết tùng giúp hương bám trên da khá tốt, dù đây là một chai thiên về nhóm cam chanh. Như chúng ta đã thấy thì toàn bộ cái tông đầu tiên của chai đại bàng xanh là nó thiên về nhóm cam chanh, gồm có cam, chanh và bưởi. Nhưng mà thực sự chai này là bám hương khá là tốt luôn á các bạn. Mình cảm nhận được là ở đại bàng xanh nó có một cái mùi hương tương tự như là dòng Eastman Classic. Đây là một mùi hương mạnh mẽ, năng động và phải nói là cực kỳ kinh điển của các anh nam luôn. Nó vừa thể thao, vừa văn phòng, vừa giải trí và mình đi tiệc cũng cảm giác cực kỳ sang nữa đó. Mùi này sẽ hợp nhất khi mà mình dùng vào mùa xuân, hè và thu, và thích hợp dùng cả ban ngày và ban đêm, đều rất là ok. Đại bàng xanh có thể dùng để đi làm nè, đi chơi, tiệc tùng, sự kiện hay hẹn hò đều rất là ổn. Nhưng nếu mà dùng đi bar thì mình đánh giá là nó hơi nhẹ và thiếu cái chất riêng. Và dùng vào mùa đông thì mình thấy là nó hơi lạnh một chút. Một vài người bạn và cậu em mình cũng đang dùng chai này,
cho biết thì thời gian lưu hương trên da sẽ được từ 4 đến 6 tiếng, còn trên quần áo sẽ được từ 8 tới 12 tiếng. Về tổng quan thì Hạ đánh giá được đại bàng xanh 8 điểm về ngoại hình chai, mùi hương và thời gian lưu hương. Độ tuổi khuyên dùng là từ 20 tới 35 tuổi. Nếu bạn dưới 20 tuổi thì có vẻ là bạn chưa đủ trải nghiệm để dùng mùi này. Còn nếu mà trên 35 tuổi thì mùi này hơi trẻ quá. Đương nhiên đó cũng chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi, chứ nếu như bạn thật sự kết em này thì cứ xài thoải mái. Nếu bạn vẫn còn đang băn khoăn liệu mùi hương của đại bàng xanh có thật sự hợp với bạn không thì mình khuyên thật, bạn hãy nên tìm mua chai mini chiết để dùng thử với giá chỉ tầm 100-200 ngàn. Nếu cần hỗ trợ, bạn liên hệ với Đi Dubai Shop qua đường link mình để bên dưới phần mô tả nhé. Bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về đại bàng xanh hoặc bạn muốn mình review bất kỳ chai nước hoa nào, hãy comment ở phía dưới nhé. Xin cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy video hay thì nhớ ủng hộ cho mình một like. Hãy đăng ký theo dõi kênh và ấn vào nút quả chuông bên dưới để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi kênh ra video mới về chủ đề tinh dầu Dubai và nước hoa. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video sau.